Ở đời hư nha. Ơ sủa mẹ kìa. Sao hả con? Mẹ đang xem phim một tí, thế con cho mẹ xem giải trí một tí chứ. Dưa hấu ơi, thế con vừa sủa cái gì đấy? À, cứ đợi mẹ nhá. Đợi mẹ thì mẹ cho em ăn nhá. Em đói đúng không? Thế cho mẹ xem phim một tí.